Ngày 16 tháng 3, tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và đảng viên năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, đại diện các tổ chức đảng, đảng viên được khen thưởng năm 2022. Năm 2022, các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng của đảng trong công tác xây dựng đảng, đã triển khai nghiêm túc việc đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng, kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên, tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần giáo dục, khích lệ các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác, trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở kết quả đạt được và thành tích của các tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng bằng khen cho 4 đảng bộ huyện và tương đương, 3 cơ quan đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, tặng bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở đảng và 7 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, tặng bằng khen cho 71 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã chúc mừng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên tiêu biểu, đồng thời đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên tập trung phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, kết luận thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Công tác khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, công tâm. Các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng phải chính xác, có tác dụng nêu gương, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất bằng các hình thức phù hợp, tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023 đề ra, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, công tác phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên tại địa phương.